Ngày nào cũng thế, cứ khoảng 6 giờ sáng tại khuôn viên Bệnh viện Dã chiến số 6, ký túc xá Đại học Đồng Nai, có hàng trăm bệnh nhân COVID-19 được lực lượng bác sĩ và các chiến sĩ bộ đội hướng dẫn cùng thực hiện những bài thể dục để nâng cao sức khỏe, hồi phục nhanh hơn. Thậm chí các bệnh nhân F0 còn được yêu cầu phơi nắng thêm để đẩy nhanh quá trình bình phục. Với phương châm đảm bảo tinh thần thể lực cho các F0 giúp họ vui hơn, khỏe mạnh hơn trong những ngày cách ly điều trị, các y bác sĩ đã tuyên truyền cho bệnh nhân về cách tự rèn luyện thể lực hàng ngày. Không chỉ có thế, lực lượng bộ đội đang làm nhiệm vụ tại đây cũng tham gia vào công tác hỗ trợ hồi phục cho những bệnh nhân này. Hiện tất cả các bệnh viện dã chiến tại Đồng Nai đều đã triển khai hướng dẫn cho F0 tập thể dục đều đặn hàng ngày. Hoạt động này do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì nhằm mục đích nâng cao sức khỏe thể chất, tạo ra không gian sinh hoạt thoải mái hơn cho F0, góp phần giúp quá trình điều trị nhanh hơn. Qua sự hướng dẫn của lực lượng bộ đội, mỗi buổi các bệnh nhân sẽ được tập các bài thể dục trong thời gian từ 30 đến 45 phút.